Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua sáu cuộc chiến tranh mà Trung Quốc dự kiến phát động giai đoạn 2020-2060 qua bài viết được đăng trên tờ Văn hồi báo của Trung Quốc. Bài báo có tựa đề Sáu cuộc chiến Trung Quốc sẽ tiến hành trong 50 năm tới, viết rằng Trung Quốc không phải là đại cường duy nhất sự sỉ nhục của dân tộc Trung Hoa, sự nhục nhã của con cháu hoàng đế. Vì sự thống nhất và phẩm giá quốc gia, Trung Quốc phải tiến hành 6 cuộc chiến tranh trong 50 năm tới. Một số cuộc là chiến tranh khu vực, một số khác có thể có tính chất tổng lực. Bất kể chúng thế nào, tất cả các cuộc chiến tranh đó đều là tất yếu để tái thống nhất Trung Quốc. Sau khi kết thúc 6 cuộc chiến tranh này, Trung Quốc hy vọng trở thành cường quốc kinh tế và quân sự duy nhất trên thế giới và sau đó, sẽ cùng châu Âu, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, châu Phi và Brazil thiết lập trật tự thế giới mới theo cách của người Trung Quốc. Sáu cuộc chiến tranh này bao gồm: Cuộc chiến tranh thứ nhất: Thống nhất Đài Loan, thời gian dự kiến 2020-2025. Trung Quốc phải hoạch định một chiến lược thống nhất Đài Loan trong vòng 10 năm tới, nghĩa là vào năm 2020, lúc đó Trung Quốc phải đưa ra cho Đài Loan tối hậu thư bắt họ lựa chọn giữa giải pháp hòa bình thống nhất, đây là phần kết mong muốn nhất đối với người Trung Quốc hay chiến tranh, một sự lựa chọn bắt buộc vào năm 2025. Để thống nhất, Trung Quốc phải làm tốt công tác chuẩn bị từ 3 đến 5 năm. Khi thời điểm đến, cho dù là sử dụng phương thức nào, Trung Quốc vẫn nhất định phải thống nhất. Đây là một sứ mệnh lịch sử của dân tộc Hoa Hạ. Theo phân tích tình hình hiện nay, Đài Loan tất sẽ cử tuyệt thống nhất trung quốc đại lục duy nhất chỉ có con đường sử dụng vũ lực để thống nhất trong cuộc chiến này trung quốc có thể dễ dàng giành chiến thắng nhưng cũng có thể gian nan giành chiến thắng tình hình này phụ thuộc vào quyết định tham chiến của mỹ nhật bản đối với đài loan mỹ nhật bản viện trợ cho đài loan thậm chí xuất quân phản công đại lục trung quốc buộc phải sử dụng tổng lực để đối kháng mỹ nhật bản như vậy sẽ trở thành cuộc đại chiến gian khổ và kéo dài nếu mỹ nhật bản không dám đối kháng với trung quốc để Trung Quốc đại lục thu hồi Đài Loan, quân đội Đài Loan đương nhiên không thể chống đỡ, nhiều nhất là 3 tháng có thể kiểm soát hoàn toàn Đài Loan. Mặc dù hiện nay ai cũng cho là Trung Quốc có đủ khả năng chống lại các thế lực can thiệp, nhưng trước khi thu hồi Đài Loan, tốt nhất là tiến hành bố trí thế cục để Mỹ, Nhật Bản không kịp hoặc không dám tham chiến, như vậy Trung Quốc mới có thể thần tốc đánh chiếm Đài Loan. Vậy phải bố trí thế cục như thế nào để Mỹ, Nhật Bản không kịp hoặc không dám tham chiến? tốt nhất là gây ra một hoặc hai cuộc chiến tranh trước đó ví dụ như chiến tranh israel iran chiến tranh nga nhật chiến tranh ấn độ pakistan hay đối đầu giữa hai miền triều tiên như vậy mỹ nhật bản khó có thể kịp thời hoặc không dám tham chiến đương nhiên cho dù mỹ nhật bản có tham chiến hay không cuối cùng trung quốc đều giành chiến thắng đây là điều không phải nghi ngờ nhưng khác biệt ở chỗ nếu mỹ nhật bản tham chiến Kinh tế của Trung Quốc sẽ bị tổn thất nặng nề. Nếu Mỹ, Nhật Bản không kịp hoặc không tham chiến, kinh tế của Trung Quốc sẽ không bị tổn thất. Tuy nhiên, cho dù Mỹ, Nhật Bản có tham chiến hay không về mặt quân sự, Trung Quốc sẽ có bước phát triển mang tính nhảy vọt. Vì sau khi thống nhất Đài Loan, hợp nhất kỹ thuật quân sự của Đài Loan, trong vòng từ 5 đến 10 năm, kỹ thuật quân sự của Trung Quốc sẽ có bước phát triển vượt bậc. Trong cuộc chiến này, Mỹ không tham chiến có thể giữ được vị trí độc bá của mình một khi tham chiến, địa vị độc bá tất bị lùng lay. Điểm có lợi của cuộc chiến thống nhất Đài Loan là Trung Quốc đã phá vỡ chuỗi đảo bao vây thứ nhất của Mỹ để hướng ra Thái Bình Dương. Như vậy Trung Quốc từ đó có thể tiến quân ra đại dương, mở rộng lợi ích thiết thân của Trung Quốc. Cuộc chiến tranh thứ hai, thu hồi quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thời gian dự kiến 2025-2030. Sau khi thống nhất Đài Loan, Trung Quốc sẽ giải lao 2 năm, trong thời gian phục hồi sức lực, Trung Quốc sẽ phát tối hậu thư cho các nước xung quanh quần đảo Trường Sa với thời hạn vào năm 2028. Các nước tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này có thể đàm phán với Trung Quốc việc giữ lại phần đầu tư của họ ở quần đảo này, nhưng phải rút bỏ các tuyên bố chủ quyền. Nếu không, Trung Quốc sẽ tuyên chiến với họ. Các đầu tư và lợi ích kinh tế của họ sẽ bị Trung Quốc giành lấy. Lúc này, các nước Đông Nam Á vẫn còn đang run sợ trước việc Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng quân sự. Một mặt họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán, mặt khác họ sẽ không muốn từ bỏ các lợi ích của mình ở quần đảo Trường Sa. Do đó, họ sẽ giữ thái độ chờ xem và sẽ trì hoãn đưa ra quyết định cuối cùng. Họ sẽ không đưa ra quyết định hòa hay chiến, chừng nào Trung Quốc chưa dùng đến hành động quyết liệt. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc chiếm lại quần đảo. Như đã nói ở trên, trong phần chiến tranh với Đài Loan khi Mỹ có thể đã quá muộn để tham chiến hay đơn giản không có khả năng ngăn chặn Trung Quốc tái thống nhất Đài Loan. Điều đó sẽ là đủ để dạy cho Mỹ bài học là đừng có xung đột quá công khai với Trung Quốc. Song Mỹ vẫn sẽ ngấm ngầm giúp đỡ các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines. Trong số các quốc gia giáp Biển Đông, chỉ có Việt Nam và Philippines dám thách thức bá quyền của Trung Quốc nhưng dẫu sao họ cũng phải suy nghĩ trước khi dám chiến tranh với trung quốc trừ khi họ đàm phán thất bại và họ tin chắc là có thể có được sự hỗ trợ quân sự từ mỹ lựa chọn tốt nhất đối với trung quốc là tấn công việt nam bởi vì việt nam là thế lực mạnh nhất trong khu vực chiến thắng trước việt nam sẽ làm những nước còn lại lo sợ chừng nào chiến tranh còn diễn ra các nước khác sẽ chẳng làm gì nếu việt nam thua những nước khác sẽ giao trả các đảo cho trung quốc nếu ngược lại họ sẽ tuyên chiến với trung quốc tất nhiên trung quốc sẽ đánh bại việt nam và lấy lại tất cả các đảo khi việt nam thất trận và mất các đảo các nước khác bị hoảng sợ với sức mạnh của trung quốc nhưng vẫn còn tham lam tìm cách duy trì lợi ích của mình sẽ tiến hành đàm phán về việc trao trả lại các đảo và cam kết trung thành với trung quốc như vậy trung quốc sẽ có thể xây dựng các cảng biển và công khai quân đội trên quần đảo trường sa mở rộng ảnh hưởng vào thái bình dương đến lúc này Trung Quốc đã hoàn toàn đột phá được chuỗi đảo thứ nhất và xâm nhập vào chuỗi đảo thứ hai. Các tàu sân bay của Trung Quốc lúc này có quyền tự do tiếp cận Thái Bình Dương để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Cuộc chiến tranh thứ ba, thu hồi Nam Tây Tạng, thời gian dự kiến 2035-2040. Trung Quốc và Ấn Độ có chung đường biên giới dài, nhưng điểm xung đột duy nhất giữa hai nước là phần lãnh thổ Nam Tây Tạng. Trung Quốc từ lâu đã là kẻ thù giả định của Ấn Độ Mục tiêu chiến tranh của Ấn Độ là vượt qua Trung Quốc. Ấn Độ cố đạt được điều đó bằng cách tự phát triển đất nước và mua sắm công nghệ quân sự và vũ khí tiên tiến từ Mỹ, Nga và châu Âu, trong khi bám đuổi sát nút Trung Quốc trong phát triển kinh tế và quân sự. Ở Ấn Độ, lập trường chính thức và thái độ của báo chí là thân thiện với Nga, Mỹ và châu Âu, nhưng lại chán ghét, xa lánh và thậm chí là thù địch với Trung Quốc. Điều đó dẫn tới những xung đột không thể giải quyết với Trung Quốc. Mặt khác, Ấn Độ đánh giá mình rất cao, với sự giúp đỡ từ Mỹ, Nga và châu Âu, vì nghĩ rằng họ có thể chiến thắng Trung Quốc trong các cuộc chiến tranh. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tranh chấp lãnh thổ kéo dài. Chiến lược tốt nhất đối với Trung Quốc là sử dụng kích động để Ấn Độ tan vỡ, khi chia cắt thành mấy nước, Ấn Độ sẽ không còn sức mạnh để đối đầu với Trung Quốc. Sau 20 năm nữa, mặc dù Ấn Độ sẽ tụt hậu hơn nữa so với Trung Quốc về sức mạnh quân sự, nhưng họ vẫn sẽ là một trong vài đại cường thế giới nếu Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự để chinh phục Nam Tây Tạng, sẽ phải hứng chịu những tổn thất nhất định. Dĩ nhiên kế hoạch này có thể thất bại. Nhưng Trung Quốc ít ra cũng phải thử làm tất cả những gì có thể để xúi dục bang Assam và Sikkim bị chiếm đóng giành lại độc lập để làm suy yếu sức mạnh của Ấn Độ. Đây là chiến lược khôn ngoan nhất. Chiến lược trung sách là xuất khẩu các loại vũ khí tiên tiến nhất sang Pakistan, giúp Pakistan đánh chiếm Nam Kashmir vào năm 2035 và thực hiện thống nhất trong khi Ấn Độ và Pakistan đang bận đánh nhau. Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng để đánh chiếm Nam Tây Tạng đang bị Ấn Độ chiếm đóng. Ấn Độ sẽ không thể chiến đấu trên cả hai mặt trận, và chắc họ sẽ thua trên cả hai mặt trận. Trung Quốc có thể giành lại Nam Tây Tạng dễ dàng khi Pakistan có thể kiểm soát toàn bộ Kashmir. Nếu kế hoạch này không được chấp nhận, thì chỉ còn lại hạ sách là tiến hành hành động quân sự trực tiếp để thu hồi Nam Tây Tạng. Sau hai cuộc chiến tranh đầu tiên, Trung Quốc đã dưỡng sức 10 năm và trở thành cường quốc thế giới về quân sự và kinh tế. Sẽ chỉ có Mỹ và châu Âu. Nếu châu Âu trở thành một quốc gia thống nhất và không bị Nga thay thế là có thể đối phó được với Trung Quốc trong danh sách ba cường quốc thế giới. Sau khi thu hồi Đài Loan và quần đảo Trường Sa, Trung Quốc sẽ có bước tiến bộ về lục quân, không quân, hải quân và lực lượng quân sự của mình. Trung Quốc sẽ là một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất, có thể chỉ kém Mỹ. Do đó, Ấn Độ sẽ thua. Cuộc chiến tranh thứ tư thu hồi hai quần đảo Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku và Lưu Cầu, Nhật Bản gọi là Ryukyu, thời gian dự kiến 2040-2045. Vào giữa thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ nổi lên như một cường quốc thế giới thật sự. Trong bối cảnh Nhật Bản và Nga suy yếu, Mỹ và Ấn Độ trì trệ, Trung Âu trỗi dậy. Đây sẽ là thời gian tốt nhất để lấy lại quần đảo Điếu Ngư, tức Senkaku do Nhật Bản quản lý và quần đảo lưu cầu tức ryukyu của nhật bản nhiều người có thể biết rằng điếu ngư là của trung quốc từ thời cổ đại nhưng không biết rằng người nhật đã thôn tính đảo ryukyu nay còn có tên là okinawa với một căn cứ quân sự mỹ xã hội và chính phủ trung quốc đã bị người nhật đánh lừa khi họ đang thảo luận các vấn đề về biển hoa đông ví dụ như vấn đề đường trung tuyến do nhật bản xác định hay vấn đề okinawa mà trung quốc gọi là quần đảo lưu cầu khiến người ta nghĩ rằng quần đảo Lưu Cầu là đất đai xa xưa của Nhật Bản. Sự ngu dốt đó thật đáng xấu hổ. Căn cứ những tư liệu lịch sử của Trung Quốc, Ryukyu và các nước khác, kể cả Nhật Bản, từ lâu đã là các thuộc quốc chư hầu của Trung Quốc từ thời cổ đại. Điều đó có nghĩa là quần đảo này là đất đai của Trung Quốc. Trong trường hợp đó, chẳng lẽ đường trung tuyến mà Nhật Bản đặt ra ở biển Hoa Đông lại xác đáng? Liệu Nhật Bản có dính líu gì đến biển Hoa Đông? Nhật Bản đã ăn cướp của cải và tài nguyên của chúng ta ở biển Hoa Đông và đang chiếm đóng phi pháp quần đảo Điếu Ngư và Ryukyu trong nhiều năm nay. Rồi cũng sẽ đến lúc họ phải trả giá. Đến lúc đó, cần tính đến việc Mỹ sẽ sẵn sàng can thiệp, nhưng họ đã bị suy yếu, châu Âu sẽ im lặng, còn Nga sẽ ngồi nhìn. Chiến tranh có thể kết thúc trong vòng nửa năm với chiến thắng áp đảo của Trung Quốc. Nhật Bản sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lại quần đảo Senkaku và rêu kêu cho Trung Quốc. Biển Hoa Đông sẽ là ao nhà của Trung Quốc. Ai còn dám chạm ngón tay đến nó nữa? Cuộc chiến tranh thứ năm, thống nhất ngoại Mông Cổ, thời gian dự kiến 2045-2050. Mặc dù hiện nay cũng đã có những người ủng hộ thống nhất ngoại Mông, tức Cộng hòa Mông Cổ hiện nay, nhưng liệu ý tưởng này có thực tế? Trung Quốc chỉ có thể sau khi thống nhất Đài Loan, lấy hiến pháp và bản đồ Trung Hoa Dân Quốc làm căn cứ như vậy sẽ có người hỏi vì sao phải lấy hiến pháp và bản đồ trung hoa dân quốc làm căn cứ làm như vậy khác nào nói cộng hòa nhân dân trung hoa bị trung hoa dân quốc thống nhất nói như vậy không có gì là vô nghĩa cả cộng hòa nhân dân trung hoa là trung quốc trung hoa dân quốc cũng là trung quốc không cần quan tâm đến ai thống nhất ai làm người trung quốc chỉ cần tổ quốc thống nhất không bị làm nhục là tốt nhất cũng cần phải biết rằng hiện nay cộng hòa nhân dân trung hoa thừa nhận nền độc lập của ngoại mông nếu lấy hiến pháp và bản đồ của cộng hòa nhân dân trung hoa làm căn cứ để thống nhất ngoại mông thì rõ ràng đây là hành động đi xâm lược cho nên chỉ có thể lấy hiến pháp và bản đồ của trung hoa dân quốc làm căn cứ để tiến hành thống nhất ngoại mông như vậy xuất quân mới danh chính ngôn thuận trung quốc cần đề xuất đại cương thống nhất với ngoại mông tạo dựng bầu không khí dư luận xã hội ngoại mông trở về trung quốc đồng thời tìm kiếm những tộc người tại ngoại mông có mong muốn sắp nhập vào Trung Quốc để ra sức giúp đỡ, cố gắng để họ có thể tiếp cận tới tầng lớp có quyền quyết sách nhằm chuẩn bị tốt cho sự nghiệp thống nhất ngoại mông. Bên cạnh đó, sau khi thu hồi Nam Tây Tạng, dự kiến vào năm 2040, Trung Quốc cũng phải tuyên bố với các nước trên thế giới rằng ngoại mông là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Đương nhiên ngoại mông có thể ra điều kiện để trở về, như vậy là điều tốt nhất so với việc phải sử dụng vũ lực để thống nhất. Nếu thế lực bên ngoài can dự hoặc ngoại mông cử tuyệt thống nhất, Trung Quốc cần phải làm tốt mọi sự chuẩn bị về trang bị vũ khí nhằm thống nhất ngoại mông. Trung Quốc vẫn có thể áp dụng mô hình như đã thống nhất Đài Loan, đưa ra thời hạn cuối cùng để thống nhất là vào năm 2045 để ngoại mông có thời gian mấy năm suy nghĩ, khi đến thời điểm hoặc không chủ động chấp nhận trở về, cuối cùng mới sử dụng vũ lực để thống nhất. Tới thời điểm đó, bốn cuộc chiến tranh đã kết thúc, Trung Quốc đã có đầy đủ thực lực về chính trị, quân sự và ngoại giao để thống nhất ngoại mông. Mỹ, Nga suy yếu sẽ không dám tham chiến, chỉ có thể tiến hành phản đối bằng ngoại giao. Trong khi đó, châu Âu sẽ giữ thái độ nước đôi. Ấn Độ không dám lên tiếng. Không đến 3 năm, Trung Quốc có thể hoàn thành thống nhất mang tính tuyệt đối đối với ngoại mông. Sau khi thống nhất ngoại mông, tuyến đầu sẽ bố trí trọng binh nhằm ngăn chặn Nga. Đồng thời trong vòng 10 năm, ra sức tiến hành xây dựng mang tính nền tảng và thiết bị quân sự để chuẩn bị cho sau này tiến hành thu hồi lãnh thổ do Nga xâm chiếm. Cuộc chiến tranh thứ 6 lấy lại các vùng đất từ tay Nga, thời gian dự kiến 2055-2060. Hiện nay, Trung Quốc và Nga được coi là láng giềng hữu nghị, song chẳng qua đó là vì có cùng mục tiêu chống Mỹ, thực chất vẫn tồn tại sóng ngầm và cảnh giác lẫn nhau. Sau khi giành thắng lợi trong năm cuộc chiến tranh trước đó, khoảng năm 2050, Trung Quốc phải lên tiếng đòi Nga phải trả lại lãnh thổ đã xâm chiếm của Trung Quốc từ đời nhà Thanh, tạo dư luận trên thế giới có lợi cho Trung Quốc. Nhưng tốt nhất là khiến Nga một lần nữa bị giải thể, tách thành nhiều nước nhỏ. Trước đây, Nga đã xâm chiếm tổng cộng khoảng 1,6 triệu km vuông lãnh thổ của Trung Quốc, tương đương 1 phần 6 diện tích lãnh thổ lục địa của Trung Quốc hiện nay. Nga vẫn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Trung Hoa. Cho nên sau khi kết thúc năm cuộc chiến tranh trước, sẽ là thời điểm thích hợp để lấy lại lãnh thổ bị Nga xâm chiếm từ đời nhà Thanh. Mặc dù thời điểm này các phương diện về hải, lục, không quân và vũ trụ của Trung Quốc đã vượt Nga, nhưng rõ ràng đây là một cuộc chiến tranh nhằm vào một cường quốc hạt nhân, cho nên lúc đó Trung Quốc phải huy động mọi khả năng hạt nhân cũng như các loại vũ khí có khả năng đánh chặn hạt nhân tầm xa, tầm trung và tầm ngắn. Khả năng Nga đánh trả khi tiếp cận Trung Quốc là điều không thể vì vào thời điểm này nga đã không còn là đối thủ của trung quốc chỉ có thể chấp nhận trả lại phần lãnh thổ đã xâm chiếm của trung quốc nếu không cái giá phải trả là quá đắt sau khi kết thúc sóng cuộc chiến tranh trung quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế và quân sự duy nhất trên thế giới trung quốc sẽ cùng châu âu mỹ nga ấn độ nhật bản châu phi và brazil thiết lập trật tự thế giới mới do trung quốc chủ đạo Quý vị và các bạn vừa theo dõi nguyên văn bài báo về 6 cuộc chiến Trung Quốc dự kiến phát động giai đoạn 2020-2060. Liệu các cuộc chiến tranh này có xảy ra như bài báo đã đề cập? Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.